ngày 6 tháng 7 năm 2024, nhằm ngày 1 tháng 6 năm Giáp Thìn, tại tu viện Quảng Đức, xã Đức Bình, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, tiếp tục chương trình tu học ngày thứ hai của khóa tu Gieo Mầm An Lạc lần thứ hai cho hơn 500 bạn trẻ với những hoạt động ý nghĩa. Mở đầu ngày tu học thứ hai, Thượng tọa Thích Thông Châu, trưởng ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Bình Thuận, trưởng ban trị sự huyện Tánh Linh, chủ trì tu viện Quảng Đức đã hướng dẫn các em khóa sinh cử hành nghi thức thiền hành xung quanh khuôn viên chùa. Đây là một phương pháp thiền định kết hợp giữa việc đi bộ và thực hành chánh niệm, giúp các em khóa sinh thực hành kết nối với thiên nhiên, cảm nhận sự bình an và tĩnh lặng, giảm bớt căng thẳng, lo âu, mang lại sự thư giãn cho tinh thần và cơ thể. Sau đó, toàn thể khóa sinh được trải nghiệm các chương trình sinh hoạt và tham gia văn nghệ, tạo ra môi trường vui tươi, gắn kết và tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các khóa sinh. Hoạt động múa dân vũ giúp các em khóa sinh rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, phát triển sự sáng tạo và biểu đạt cảm xúc qua nghệ thuật, tạo không khí vui tươi, thoải mái. Chiều cùng ngày, Chư Ni Tu Viện Quảng Đức đã hướng dẫn các bạn khóa sinh cử hành nghi thức lễ Phật và tụng kinh Du Lan Báo Hiếu. Điều này thể hiện lòng hiếu thảo, biết ơn đối với cha mẹ, giúp khóa sinh ý thức sâu sắc về công ơn sinh thành dưỡng dục và phát triển lòng hiếu thảo, sự biết ơn. Nội dung kinh Du Lan chứa đựng nhiều bài học quý giá về đạo đức, lòng nhân ái và sự hy sinh, làm cho khóa sinh thấm nhuần những giá trị đạo đức cao đẹp và hướng tới cuộc sống thiện lành. Tiếp đến là không gian vui chơi giải trí cho các em khóa sinh. Các em khóa sinh đã cùng nhau tham gia các trò chơi dân gian. Các trò chơi thường đòi hỏi sự phối hợp, hợp tác và tinh thần đồng đội, giúp các khóa sinh học cách làm việc nhóm, gắn kết và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhau. Các khóa sinh rèn luyện nhiều kỹ năng quan trọng như sự khéo léo, nhanh nhẹn, kiên nhẫn, sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề. Đây là những kỹ năng hữu ích trong cuộc sống hàng ngày. Trong không khí trang nghiêm, các em khóa sinh cung đón sự quan lâm của Chư Tôn Đức Tăng Ni, Tu viện Quảng Đức, tham dự buổi lễ thắp nến tri ân. Sau đó các em được lắng nghe những lời yêu thương, tưởng nhớ và tri ân công ơn cha mẹ của diễn giả Hiểu Linh. Đây là dịp để các khóa sinh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cha mẹ, những người đã sinh thành dưỡng dục và hy sinh vì con cái. Ánh nến tượng trưng cho tình yêu thương, sự ấm áp và lòng hiếu thảo. Đây là một hoạt động mang tính kỷ niệm, tạo dấu ấn đáng nhớ trong lòng các khóa sinh. Những giây phút xúc động và ý nghĩa này sẽ là kỷ niệm đẹp, giúp các khóa sinh nhớ mãi và áp dụng những bài học về lòng tri ân và cuộc sống. Tại đây, mỗi em khóa sinh viết một bức thư cảm niệm gửi đến cha mẹ, những nỗi niềm tâm sự khó nói ra trong đời sống thường ngày, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cha mẹ, những người đã hy sinh chăm sóc và nuôi dưỡng mình. Nhìn lại những gì cha mẹ đã làm cho mình và bày tỏ lòng biết ơn là bước quan trọng trong quá trình trưởng thành của các khóa sinh, cho các em hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình đối với gia đình và xã hội. Cuối buổi lễ, Thượng tọa Thích Thông Châu ban đạo từ đến các khóa sinh. Thượng tọa khuyên dạy các bạn nhỏ hãy dành trọn tình yêu thương và lòng biết ơn đến cha mẹ, những người đã dành cả cuộc đời để yêu thương và bảo vệ con cái. Cha mẹ không chỉ cho chúng ta hình hài mà còn dành trọn trái tim để nuôi dưỡng, dạy dỗ và dẫn dắt chúng ta trên con đường đời. Ánh nến lung linh trong tay mỗi người là biểu tượng của tình yêu thương, sự ấm áp và lòng tri ân sâu sắc. Thượng tọa mong rằng ánh nến tri ân hôm nay sẽ mãi sáng trong tâm hồn mỗi khóa sinh, nhắc nhở chúng ta về những giá trị tốt đẹp và trách nhiệm của mình trong cuộc sống. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn cứ đô thành, còn tôi ở phương trời xa. Ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây, cầm tay nghe tình tràn đầy. Hôm nay ta về đây, phút giây vui sung vầy. Mình là Phật ngày mai, học tu cho thật hăng hái. Ta vượt qua trong gai, xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành, còn tôi ở phương trời xa. Ta hát vang khúc ca đạo vàng,
ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy. Hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái. Ta vượt qua chông gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm. Tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa. Ta hát vang khúc ca đạo vàng. Ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy. Hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái. Ta vượt qua chông gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm. Tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa. Ta hát vang khúc ca đạo vàng. Ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy. Hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái. Ta vượt qua chông gai.